là thuốc chữa hen phế quản. Đó, thì cái nhóm này nó mới ồ, biết rồi, mình học trước cái bài thuốc kháng histamine H1 trước mới hợp lý hơn. Đó. Mình cũng sẽ có một ít liên quan đến kháng histamine H1 nãy giờ mình nói. Thuốc chữa hen phế quản thì cái chương trình của trên phòng đào tạo gửi xuống xếp lộn xộn quá. Thuốc chữa hen phế quản thì các em chắc là học về sinh lý bệnh hen rồi. À, hen thì cơ chế sinh lý bệnh nó sẽ gồm có hai phần. À, nguyên nhân các em thấy đây là gì? À, cái đường thở bình thường đúng không? À, cũng khí phế quản như thế này. À, rồi mới đến các cái phế nang. Đó. Thì các em thấy là đây là các cái gì? Bên trong gì? Cái biểu mô, niêm mạc bên trong là bình thường này. Đó, còn đây là gì? Các cái cơ trơn này, giãn này. Đó, cơ trơn khí phế quản là giãn đều, thông khí bình thường, thở bình thường. Nhưng khi có điều bệnh hen thì hiện tượng gì xảy ra? Thứ nhất, cơ chế của nó có thể là gì? Hen là gì? Là khó thở đúng không? Đó là do gì? Đường thở đã bị diện tích bên trong bị giảm. Lý do là gì? À, đây cái nhu mô bên trong này các em thấy này. Đó. Nó có gì? Cần gì? Phi ra. Nó bị gì? Phù nề lên. Đó. Là do hiện tượng gì các em? Viêm. Đó, hiện tượng này là viêm. Đó, các cái tế bào là bị có hiện tượng là viêm. Nên là các cái lớp biểu mô bên trong là nó dày lên như thế này. Đó, do hiện tượng đó. Cho nên nó gây hẹp đường thở. Thứ hai là gì? Thứ hai là do cái gì? Lớp cơ trơn của ống khí phế quản này bị gì? Co thắt lại. Đó, cho nên là cũng là gì? Cơ chế thứ hai gây hẹp đường thở và gây khó thở. Hai cái này hợp lại với nhau thì sẽ là thành hen. Hen. Đó, như vậy là gì? Tại vì làm tắc nghẽn dẫn khí vào các alveoli, các cái phế nang mà các em thấy. Như vậy gây khó thở. Như vậy hen. Đó. Hen thì theo cái tên gọi thì người ta ghi là bronchospasm, nghĩa là gì thôi? Mới chỉ là gì thôi? Đây là co thắt khí phế quản thôi. Chứ thực ra cơ chế của nó sẽ phải gồm hai loại. Thứ nhất là co thắt cơ trơn khí phế quản. Thứ hai là hiện tượng viêm sưng phù nề bên trong cái gì, niêm mạc nhu mô bên trong của ống khí phế quản. Đó. Cho nên điều trị của nó sẽ là gồm hai nhóm thuốc gì là chính theo các em? Theo các em điều trị hen phế quản thì sẽ dùng nhóm thuốc gì? Bạn nào có thể nghĩ ra được điều trị hen thì sử dụng cái gì? Học rồi, học những cái nhóm thuốc từ trước, từ ngày mấy ngày trước giờ thì hen có thể dùng gì à? Thuốc gì? Cường beta 2. Đúng rồi, cường beta 2 để làm gì các em? Vì nó có tác dụng gì? Cường beta 2 adrenergic để giãn cơ trơn khí phế quản. Đúng rồi. Gì nữa? Nhóm gì nữa? Học rồi. Chống viêm. À, ví dụ đi. Nhóm gì chúng ta học rồi ta? Glucocorticoid. Đúng rồi. Còn nhóm gì nữa có thể là dùng không? NSAID. Rồi. Mình cũng đã từng học NSAID rồi. Tiếp. Có thể dùng thuốc gì đã học nữa không? Corticoid rồi. Yeah. Còn nhóm gì? Đúng rồi, anticholinergic. Ừ, chính xác. Đó phải gọi là anti-muscarinic, đúng không? Đó. Thì
À, như vậy là chúng ta, những cái nhóm thuốc trước đây chúng ta đã học thì chúng ta có thể nghĩ ra được đó, một số những cái nhóm thuốc rồi. À, nó liên quan đến hai cơ chế chính, đó là chống viêm và giãn cơ trơn khí phế quản. À, thì bây giờ chúng ta vào để xem còn những nhóm thuốc nào nữa không. À, thì nguyên nhân, à, nguyên nhân của hen phế quản thì có hai nhóm, đó là nhóm không dưỡng và dưỡng. Chắc mình cái này chúng mình học, chắc là học sinh lý bệnh cũng có hết rồi, đúng không? Không dưỡng là không liên quan đến cái tác nhân dị ứng, các cái phản ứng kháng nguyên kháng thể. À, chủ yếu là gì? Có thể là do di truyền, rối loạn nội tiết, rối loạn tâm thần, đó, gắng sức hay là aspirin hay sóng nổ. Đó, ví dụ như là sóng nổ là tự nhiên có bệnh nhân cái cơ địa tự nhiên cái nghe cái gì, nghe cái tiếng xe máy nổ bạch 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 bạch, một khác là tự dưng nó lên cơn hen, thì cái đó là nguyên nhân cái cơ địa người ta như vậy, nó gây kích ứng. Đó, hoặc là gắng sức đi lên cầu thang. Đó, một số người cũng làm gì, cũng tăng tiết ra các cái chất mà gây co thắt khí phế quản, nó gây ức chế beta 2. Đó, rồi gì nữa, dị ứng. Dị ứng thì có hai loại là liên quan đến là gì? Thứ nhất có thể là do nhiễm trùng, nghĩa là vi khuẩn, virus hay là nấm mốc thì biết rồi. À, hoặc là thứ hai là có chỉ có thể là bụi nhào, phấn hoa thôi. Đó, cái này là những cái gì? Những cái kháng nguyên lạ, không phải là các cái loại mà liên quan đến các cái vi sinh trùng. Đó. Thì mấy cái này là liên quan đến dị ứng rồi. Thì cô không nhắc nhiều. Đó, chỉ cần mà cô chỉ giới thiệu sơ qua đó là gì, đó là nó sẽ gì, liên quan đến gì, liên quan đến hai cái tế bào chính, đó là cái gì, các cái tế bào trung tính đó, và cái gì nữa, và tế bào mast. Đó, có lẽ cái này mình phải học trước cái kháng histamine. Thì tế bào mast thì các em thấy là nó, những cái này, hai tế bào này nó sẽ giải phóng ra các cái chất trung gian hóa học, nó tham gia vào các cái gì, phản ứng, các cái phản ứng dị ứng, nó và các cái phản ứng dị ứng ví dụ như là histamine này, protease, cytokine này, đó, các cái protein major cơ bản này, đó, đặc biệt là các cái leukotriene nữa. Đó, leukotriene, cytokine, đó, vân vân. Thì các em thấy những cái này nó sẽ tham gia vào các cái gì, các cái phản ứng dị ứng, đó, và nó sẽ góp phần là gì? Thứ nhất, đó là nó sẽ làm gì, tăng các cái phản ứng viêm lên. Đó, thứ hai là gây gì, co thắt, đó, gây co thắt cơ trơn khí phế quản. Đó, thì hai những cái này thì mình học chủ yếu là ở bên bên sinh lý bệnh, miễn dịch thì nó có hết. Đó, thì ở đây là mình chỉ nhắc đến cái cơ chế như vậy. Đó, đặc biệt là các cái đây, các cái gì, leukotriene, nó tham gia rất là nhiều vào các cái tiếp của cái những cái phản ứng dị ứng. Đây em nhìn thấy này, đó, các cái dị nguyên này nó gắn vào thì nó sẽ giải phóng ra các cái chất trung gian hóa học, đó, từ các tế bào mast, đó, các cái dưỡng bào, đó, ví dụ như histamine, protease, các heparin hay là các TNF thì là các yếu tố hoại tử u. Đó, thì cái này là khi có phản ứng dị ứng thì nó giải phóng ngay hàng loạt những cái này. Đó, rồi sau đó hàng phút thì bắt đầu là từ màng mà nó sẽ bị phá vỡ cái màng tế bào, thành acid arachidonic đó, dưới cái chuyển hóa của enzyme phospholipase 2A2 nó sản xuất ra prostaglandin. Đó, ví dụ là BZD2 này, đó, các leukotriene này, hoặc là PAF là cái yếu tố hoạt hóa tiểu cầu, cái này tham gia phản ứng viêm. Đó PGD, đó, và gì, các cái gì, leukotriene là cũng tham gia là gì, co thắt khí phế quản. Đó, hay là gì, các interleukin là sau hàng giờ bắt đầu sản xuất các cái cytokine này. Đó, và những cái này nó cũng sẽ gây ra gì, co thắt và viêm mạnh. Cho nên các em thấy bây giờ các em có đọc về các bài về coronavirus, các em thấy
Coronavirus là một cái hiện tượng bão cytokine. Các em đọc các cái bài báo hiện nay đang nói về nó, nước ngoài nó cũng gây, người ta đọc câu là gì? Bão cytokine. Đó, vì sao? Nghĩa là khi cái vi sinh trùng là virus đó, corona nó vào á, nó sẽ gây ra cái phản ứng dị ứng đó, và nó làm gì? Kích hoạt đó, giống như là các dị nguyên đó, và nó kích hoạt các cái phản ứng dị ứng, nó sản xuất hàng loạt các cái cytokine, và chính cái này nó là gì? Cái tổn thương đường hô hấp của chúng ta đó. Chủ yếu là mạnh nhất là ở cái phần này đối với coronavirus hiện nay. Đó. Nó làm tăng tổng hợp các ARNm và protein mới sau hàng giờ, thường là các cytokine này này. Đó. Và những cái này nó mới gây phản ứng dị ứng mạnh hơn hai cái này nhiều. Đó. Người ta gọi là bão cytokine luôn. Đó. Em lưu ý để xem người ta hay nói nhắc đến cái đó. Đó. Thì như vậy hen thì chủ yếu là nhiều á là mới chỉ là gì, histamine, đó, các leukotriene này nhiều đó, là mới ở hiện tượng hen thôi đó, là chưa đến mức mà tổn thương cả cái phế nang rồi phổi đó. Thì thuốc điều trị thì đó, cô nói nó sẽ phải đánh vào hai nguyên nhân: chống viêm và giãn khi phế quản đó, bronchodilator. Thì chống viêm thì corticoid, đúng không? Chúng ta đã học. Cái này là dạng thuốc có chứa hormone, liên quan đến hormone đó, hormone tụy thượng thận. Thứ hai là không liên quan đến hormone thì cái này ít dùng hơn. Đó, ví dụ hormone đó, hay là gì? Các cái gì? Đối vận với receptor leukotriene. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi vào vì sao lại có cái nhóm này. Thì lúc nãy có rồi đó, cô cũng giải thích rồi đó. Leukotriene đây là chất trung gian hóa học, đúng không, tham gia vào cái phản ứng viêm. Mà leukotriene cũng gì, muốn gây ra phản ứng viêm thì nó cũng phải gắn vào receptor đặc hiệu của nó, cho nên người ta sử dụng các cái chất mà antagonist lại cái receptor của leukotriene thì nó cũng sẽ dùng để anti-inflammatory đó. Thứ hai là giãn khí phế quản là beta 2 agonist, cường beta 2, đúng không. Thứ hai là anticholinergic, đó, chủ yếu là muscarinic. Và thứ ba là nhóm methylxanthin, cái này ít dùng nhưng chúng ta cũng phải học, đó, phải biết. Đó, cái này thì nó cùng nhóm với lại caffeine đó. Caffeine chúng ta uống xong chúng ta cảm giác làm sao? Thở rất là dễ dàng, cảm thấy sảng khoái, khoan khoái. Caffeine cũng có tác dụng gì các em? Giãn khí phế quản, bởi vì nó là thuộc chung dẫn xuất methylxanthin, nhưng mà nó không phải dùng để điều trị mà phải dùng một cái nhóm thuốc khác nó cùng với cái nhóm này. Đó. Thứ nhất chúng ta đi vào thuốc giãn phế quản bronchodilator. Đó, thì cơ chế của nó là gì? Bronchodilator thì nó sẽ gồm có gì các em? Cơ chế của nó là đây, là gì? Thuốc này á, hen là do là gì? Co thắt khí phế quản, đúng không? Thì những cái thuốc nào mà nó làm gì? Cường gì? Cholinergic, là acetylcholine, thì sẽ gây co khí phế quản. Như vậy những cái thuốc mà kháng cholinergic, mà phải là kháng đến muscarinic, mình học hôm trước rồi, đúng không? Là sẽ gây giãn khí phế quản. Đó. Thứ hai, adenosine cũng làm gây gì? Co khí phế quản. Thì theophylline là một cái chất gì? Thuộc dẫn xuất methylxanthin. Nó có cơ chế là gì? Ức chế cái gì? Hoạt tính của adenosine ở đây, cho nên nó gây giãn phế quản. Gì nữa? Còn gì nữa các em? Tiếp nữa là gì? AMB vòng. Đó. AMB vòng này á là gì? Có khả năng gì? Làm gì? Giãn khí phế quản. Khi nồng độ cái này mà tăng cao thì nó sẽ gây giãn khí phế quản. Đó. Thì gì các em? Thì dưới năng lượng ATP mà nồng độ enzyme adenine cyclase mà càng tăng thì càng tăng tổng hợp AMB vòng, thì nó gây giãn khí phế quản. Thì thuốc cường beta agonist đây, đó thì các em học hôm trước rồi, theo cái cơ chế trung gian hóa học nó làm gì? Nó làm gì? Kích hoạt cái enzyme AC là enzyme adenine cyclase,
thì nó sẽ làm tăng AMB vòng, gây giãn phế quản. Gì nữa? Nhưng AMB vòng này lại bị thoái hóa thành AMB bởi enzyme PDE, phosphodiesterase. Đó, nghĩa là gì? Nghĩa là cái nồng độ enzyme này mà tăng thì nó sẽ gây co phế quản. Thì theophylline lại ngoài cái tác dụng là gì? Ức chế adenosine, nó còn ức chế cái enzyme giãn hóa AMB vòng, nghĩa là phá vỡ AMB vòng thành AMB chuỗi thẳng đây, nghĩa là nó ức chế enzyme này, nồng độ AMB vòng sẽ tăng lên và nó gây giãn khí phế quản. Đó, đó là cơ chế, đúng không? Thì mình đã học rõ cơ chế beta arginine rồi và antagonist của muscarinic rồi. Đó, thì giờ chúng ta có thêm cơ chế của methyl xanthin mà điển hình là theophylline. Đó, các em thấy cơ chế của nó là một, có khả năng ức chế adenosine, thứ hai là nó ức chế enzyme phosphodiesterase. Thứ nhất là chúng ta đi vào nhóm giãn khí phế quản đầu tiên, đó là cường beta 2, beta 2 agonist. Thì cái nhóm này thì chắc chắn là nãy giờ chúng ta biết rồi, đúng không? Là nó có khả năng giãn khí phế quản. Đó, do nó làm tăng AMB vòng. Đó. Ngoài ra là người ta nghiên cứu rõ, người ta cũng thấy là gì? Cái thuốc này có vai trò điều trị rất tốt trong hen và COPD, là vì nó có những cái tác dụng khác rất là hữu hiệu. Ví dụ như là giảm gì? Ví dụ như là nó làm giảm xung huyết, đó, nghĩa là làm giảm thoát dịch huyết tương này, là giảm xung huyết phù nề này, rồi giảm dẫn truyền cholinergic nữa này, đó, rồi gì, nó làm tăng cái hoạt động gì thanh thải của các cái gì, các cái gọi là các cái sợi mà chi đây, các cái tế bào mà các cái tế bào gọi là biểu mô của niêm mạc khí phế quản. Đó, nghĩa là tăng hoạt động lên. Bởi vì các em biết là các cái tế bào muco này á, là nó hoạt động là giống như những cái chổi ấy, nó cứ sàng qua sàng lại để đẩy những những cái dị vật hay là đờm, chất nhầy, quánh vân vân. Đó, nó cứ đẩy liên tục theo hướng là đi ra khỏi đường hô hấp để chúng ta ho, chúng ta tống ra ngoài. Thì beta arginine này người ta thấy nó còn có một cái những cái tác dụng, đó là nó cũng làm tăng cái hoạt động thanh thải của cái những cái tế bào này. Đó. Gì nữa? Giảm chức năng của các bạch cầu đơn nhân, bạch cầu trung tính, giảm chức năng của bạch cầu trung tính, nghĩa là gì? Như vậy là nó giảm được cái hiện tượng viêm. Đó. Những cái tế bào này là tế bào tham gia cái quá trình viêm. Cho nên nó giảm cái chức năng hoạt động của các cái gì? Bạch cầu trung tính. Rồi giảm kết dính gì vi khuẩn, giảm kết dính vi khuẩn thì vi khuẩn sẽ khó mà tích tụ lại để gì, để mà tăng sinh phát triển. Đó. Cho nên là gì, beta 2 arginic ngoài cái tác dụng là giãn tốt cơ trơn khí phế quản, hỗ trợ triệu chứng, thì nó còn dùng điều trị trong hen và COPD nhờ là do những cái nguyên nhân này. Đó. Cho nên là nó rất hay được sử dụng, không chỉ là gì, là hỗ trợ trong triệu chứng mà điều trị luôn, mà dùng để điều trị luôn trong hen và COPD. Đó, lưu ý. Nên hiện nay sử dụng rất là nhiều. Đó. Cái này người ta hay còn gọi là cái gì? Ta gọi là lông mao đây. Đó. Hệ thống lông mao. Và như vậy cái này các em cũng thấy là gì? Giảm cái chức năng của bạch cầu đơn nhân thì ở trung tính thì nó cũng làm gì? Tăng khả năng chống viêm. Nếu như chúng ta dùng các cái cùng kèm với các thuốc chống viêm như corticoid chẳng hạn. Đó. Thì có hai loại thuốc beta agonist mà các em phải nhớ, đó là SABA và LABA. SABA là gì? Là short acting beta agonist. Đó. Còn LABA là gì? Long acting. Vì sao người ta dùng cái này? Đó là vì theo gì? Tác dụng. Tác dụng. Đó, nghĩa là gì? Thuốc này vào cơ thể thì nó sẽ gắn vào beta receptor beta adrenergic rất nhanh, nhưng mà gì nhả ra cũng nhanh. Đó.
Đây này các em thấy này, tác dụng rất là nhanh là nó gắn vào receptor beta adrenergic, chỉ sau đến 2 đến 3 phút là bắt đầu có tác dụng ngay, gây giãn phế quản ngay. Cho nên nó chỉ định dùng để gì? Cắt cơn hen. Nó chỉ kéo dài từ 3 đến 5 giờ thôi. Đó, cho nên thường cái này là dạng gì đấy các em? Dạng hít, dạng xịt khí dung đó. Đó. Ví dụ như là salbutamol là rất quen thuộc với các em này, đúng không? Tetbutaline sau này cũng thấy rất là quen thuộc. Levamutadron, đây là các SABA, là các betaconic tác dụng ngắn, nghĩa là gắn rất nhanh, tác dụng nhanh sau 2 đến 3 phút nhưng chỉ kéo dài 3 5 giờ. Cái này dùng để cắt cơn hen ngay lập tức. Đó. Còn về mấy cái tác dụng phụ rồi này nọ, cái này là chúng ta học nhiều, chúng ta sẽ xem lại bệ hệ thần kinh thực vật. Đó, ví dụ như là nó gây giãn khí phế quản nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan khác của hệ thần kinh thực vật, đúng không? Đó, cho nên cũng sẽ gây gì, rối loạn nhịp tim, đau đầu hẳn này, nó thấy chưa, tăng huyết áp này. Đó, cái này nó liên quan đến gì, các cái thuốc khác, hoặc là ví dụ tương tác thì đương nhiên rồi, nó sẽ tương tác ngược với lại các cái thuốc mà alpha beta blocker, đúng không? Đó, imao đúng rồi, những thuốc lợi tiểu, rồi digoxin trợ tim, nó sẽ đối tương tác, nói chung nó sẽ ảnh hưởng đến các cái thuốc liên quan đến tim mạch, bởi vì nó cùng hệ adrenergic. Đó, về cái này các em phải tự đọc thôi. Đó. Gì nữa, LABA thì sẽ phân biệt với SABA là vì sao các em? Gắn vào beta 2 adrenergic mạnh hơn nên tác dụng kéo dài tới 12 giờ. Cái này thường để sử dụng dự phòng dài hạn để kiểm soát hen cùng corticoid. Đó. Ví dụ như là formoterone, salmeterone. Đó, lưu ý. Còn mấy cái này thì tương tự nhau. Giống như là SABA. Đó. Người ta phân biệt SABA và LABA. Đó. Đó, thì các em nhìn thấy này, đó. Người ta sẽ gọi những thuốc này là gì? Beta 2 sympathomimetic, là những cái thuốc mà cường beta 2. Đó. LABA, SABA hoặc là ultra-LABA. Ultra-LABA nghĩa là những cái thuốc mà hắn kéo dài lên tới 24 giờ, gắn vào receptor beta 2 tới 24 giờ. Kinh khủng không? Đó. Cái này thì là SABA, chỉ kéo dài từ 3 đến 5 giờ dùng cho cắt cơn hen. Còn cái này là dự phòng và kiểm soát hen. Cái này là 12 tiếng cho nên phải dùng 2 lần ngày. Còn cái này là mấy? 24 tiếng, chỉ dùng duy nhất một liều trong ngày. Đó, ultra LABA. Bây giờ các em sẽ phân biệt được rồi đó. Đó. Đó, các em nhìn thấy này chưa? Cái ống xịt khi người hen này, đó. Tetbutaline này. Thấy không? Salbutamol này. Đây là các SABA, đó, là short acting hết, thấy chưa? Thứ hai là gì? Thứ hai là thuốc kháng cholinergic mà gây giãn phế quản. Thuốc này là chỉ có tác dụng là gì? Giãn phế quản do anti muscarinic, đó. Mà điển hình nhất là ibratropium. Đó. Thì thuốc này á, là tác dụng của nó là sao các em? Cũng dạng hít, nhưng tác dụng của nó sẽ chậm hơn so với là SABA. SABA thì chỉ tác dụng từ 2 đến 3 phút là có tác dụng rồi, nhưng thằng này phải 30 đến 60 phút mới có tác dụng. Mà như vậy nguy hiểm, nếu như dùng đơn độc với những cơn hen bình thường á, mà dùng đơn độc với những người mới lên cơn hen cấp, mà chúng ta hít cái này mà sau 30 đến 60 phút mới có tác dụng thì nguy hiểm. Bệnh nhân thì chưa gì đã thấy tắc thở rồi. Đó, cơn hen cấp mà. Cho nên là thường cái này á, thì người ta thường hay có cái dạng phối hợp này. Trước ta dùng cái này nhưng bây giờ người ta dùng Combivan luôn. Là dạng phối hợp ibratropium và SABA. Phối hợp. Đó, các em thấy này. Đó, ibratropium và albuterol. Đó, nghĩa là dùng loại gì? Vừa cả kháng muscarinic
Ambotron là Sapa. Để làm gì? Bởi vì để giảm liều của Sapa xuống, nếu như mà bệnh nhân đó làm sao? Bệnh nhân đó là có gì? Sapa có tác dụng phụ nặng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh nhân. À, ví dụ như những cái bệnh nhân mà đã có những cái bệnh cơ địa ti là bị tim mạch rồi đó vân vân, thì chúng ta cần phải giảm liều Sapa, thì chúng ta tăng liều ibratropium kết hợp trong cái này để ta giảm liều. Hoặc là có một số người là gì kém nhạy cảm rồi với Sapa rồi đó, thì người ta sẽ sử dụng hai cái này kết hợp. Thì trong đó mục tiêu của Sapa chỉ là gì thôi, à chỉ là tác dụng hỗ trợ tác dụng nhanh, thì nó tác dụng từ 2-3 phút đầu, còn sau đó là hiệu quả là nhờ ibratropium. Đó. Còn cái này là cắt cơn hen ngay từ đầu trước, chẳng phối hợp các em nhìn thấy. Thì cái này người ta sẽ viết tắt là gì các em? Cũng có hai loại, Sama và gì? Lama. À, còn cái này là Ultralama. Người ta viết thiếu Ultralama. Đó. Sama là Short Acting, đúng không? Đúng không các em? Gì nữa? Muscarinic nè, anti-acodic. Đó, muscarinic anti-acodic. Đó. Đây là ibratropium. Đó. Còn như là do dùng lama. Lama là aclidinium và ultralama là tiotropium, glicopyronium, omeclidinium. Thì hai cái lama này, lama và ultralama là long acting đó. Muscarinic antagonist đó, cái này đó. Thì chỉ có cái này là dùng trong hen, còn cái lama này thì thường hay gì trong điều trị phát đồ COPD là chủ yếu nè, bởi vì là nó gì tác dụng kéo dài hơn đó. Hai cái này thì rất là hay phối hợp trong điều trị COPD đó. Còn trong hen hiện nay người ta chỉ mới sử dụng Sama thôi đó. Thứ ba là thuốc giãn phế quản nhóm xăng thiên. Đó. Nhóm xăng thiên thì lúc nãy cơ chế cô vừa giải thích rồi, đúng không? Đó. Thì nó có hai dạng. Dạng tim thì thường tim aminophilin. Dạng này dạng tim, tĩnh mạch thường là chỉ định cho cơn hen cấp. Đó. Cơn hen cấp, tim ngay lập tức. Đó. Tác dụng liền trong khoảng 20 phút. Còn dạng gì? Uống thì thường là tác dụng kéo dài hơn là theophylline. Đó, dùng để uống. Đó. Thường là cái này là tác dụng của nó một viên uống có thể kéo dài 12 giờ đêm. Đó. Thường thì trước khi ngủ là rất hay cho bệnh nhân uống để làm gì? Để tổn thiểu các cái gì trường hợp triệu chứng hen về đêm. Đó. Thường khi vào ban đêm là rất hay kích hoạt cái hiện tượng co thắt khí phế quản. Đó. Bởi vì các em biết là càng về đêm là histamine rồi đó, các cái chất công nghiệp hóa học nó giải phóng nhiều hơn, nó tăng giải phóng hơn, cho nên là ngay cả cái lớp dạ dày tá tràng cũng hay xảy ra vào ban đêm. Bơm proton H cộng hoạt động mạnh nhất vào ban đêm, tăng tiết dịch đó. Vậy nhưng những cái thuốc này hiện nay không phải first line. First line là gì? Người ta dùng Sapa, Lama. Đó, rồi Lama đó, chứ còn mà nhóm xăng thiên này là không phải first line, second line thôi, là sau khi những cái thuốc kia nó không có hiệu quả, bởi vì thuốc này phạm vi điều trị rất là hẹp, đến nồng độ mà để điều trị với cái nồng độ độc nó quá gần nhau đó, nên rất là nguy hiểm, ít khi dùng đó. Thì cái nhóm này á, thường á thì nó cũng có thể xếp vào cái nhóm gọi là nhóm kích thích thần kinh trung ương. Mình không học, mình không có một cái, không có bài riêng về nhóm kích thích thần kinh trung ương, mình về phải đọc, là tự đọc, trở thành bài tự đọc trong sách của các em đó. Nên là khi bọn ngộ đọc cái thuốc này rất là nguy hiểm, nó gây kích thích rồi bồn chồn, kích động, khó ngủ, mạch nhanh, vân vân. Cái đó chúng ta có thể suy luận được từ caffeine. À, caffeine mà chúng ta khi đói mà chúng ta uống thì chúng ta sẽ thấy ngay cái hiện tượng là gì, tim đập nhanh này, rồi nhức đầu này, rồi khó ngủ, mất ngủ, bồn chồn này,
tim đập rất là mạnh, rồi mặt cũng nhanh, rồi gây cảm giác buồn nôn vân vân. Đó, lưu ý. Cho nên là gì, khi mà chúng ta uống cái thuốc này là người ta hay nói là gì, tránh sử dụng cà phê cùng lúc hoặc là ăn sô-cô-la cùng lúc à, bởi vì nó sẽ gây gì, đồng tác dụng với nhau, nó hiệp đồng lên tác dụng phụ à. Đó thì đó là cô vừa mới đi qua ba cái nhóm giãn phế quản, Sabalaba, rồi Samalama và dẫn xuất xăng thin, theophylline và aminophylline. Thứ hai là chống viêm. Chống viêm thì có nhóm gì? À, corticoid mà chúng ta đã gì đây? Đã học trước rồi, đúng không? Thì ở đây người ta chia thành hai loại nữa, đó là inhaler. ICS nghĩa là corticoid dạng hít. Bởi vì hen là viêm trên đường hô hấp thì người ta nghĩ đến cái dạng đường hít để giảm thiểu tác dụng phụ của corticoid. Các em biết rồi, corticoid thì tác dụng phụ của nó quá nhiều trên hệ chuyển hóa và các cái cơ quan khác trong cơ thể, chuyển hóa muối, glucid, lipid, rồi muối khoáng, canxi, natri, vân vân, đúng không? Trên da, trên mắt, trên dạ dày, vân vân. Đó, học rồi đúng không? Đó. Thì các em thấy người ta chế ra cái dạng hít để giảm thiểu tác dụng phụ thôi, và tác dụng nó sẽ nhanh hơn, bởi vì hen rất là cấp. Hen là gì? Cái khó thở mà chúng ta dùng dạng uống thì biết đến khi nào mới hỗ trợ. Người ta thấy dạng hen hỗ trợ cực nhanh. Đó, đó, ví dụ như là beclometazone, budesonic, đó, rồi cyclosonic, fluticasone, triamcinolone, vân vân. Đó, các em thấy điều trị hen dạng hít. Đó, thì cái này thì đương nhiên là tác dụng của nó không thể nhanh bằng cường, không thể nhanh bằng cường beta 2 hay là anticholinergic được, mà thường là nó có thể dùng để dự phòng hen, nhưng mà dùng dạng hít, đó, dự phòng hen. Đó, còn về tác dụng phụ hay là tương tác này nọ thì mình đã học ở cái bài corticoid rồi, đúng không? Đó, ví dụ như gây loét dạ dày nè, suy tuyến thượng thận nè, nhiễm nấm ở miệng này. À đây, cái này là mình phải để ý nhiều nhất nè. Vì sao? Khi xịt ở đường hít thì chúng ta rất nguy cơ là gì? Dễ gây nấm cơ hội candida ở miệng. Đó, cho nên cần phải dặn bệnh nhân là súc họng miệng sau khi vừa xịt xong đủ liều, đúng không? Đó, sau khi hít thuốc. Cho nên là một cái tác dụng phụ khác là liên quan đó đến chuyển hóa muối đường, rồi tại chỗ glaucom nè, rồi dễ nhiễm khuẩn nè, đúng không? Nó dị ứng rồi đó, vân vân. Mình xem đó. Còn gì nữa? Đây là mấy loại đường xịt. Chứ còn dạng uống, dạng uống thì chắc chắn là các em biết rồi. Nếu như mà dạng gì hen nhẹ thì người ta sẽ dùng dạng xịt như này. Chứ còn bắt đầu hen mà nặng, hen nhẹ thì các em thấy này, đó, dạng gì biệt dược rất nổi tiếng là Pulmicort nãy chưa, Budesonic, biệt dược chất là Budesonic ICS đây, beclometazone xịt, thấy không? Còn nếu mà dạng gì hen nặng thì người ta dùng dạng uống, đó, dạng uống theo liều. Em về xem trong sách có hết, ít nhất là 5 ngày prednisolone, đó chưa? Còn gì nữa? Hoặc nếu như tiêm hen quá nặng đó, thì người ta có thể gì? Tiêm hydrocortisone dạng tiêm 100mg, đó, 4 lần trong ngày, nghĩa là một lần là 100mg. Đó, còn nếu như mà hen mà mãn tính nặng quá rồi không đáp ứng được nữa thì phải vừa hít vừa uống luôn. Đó, vừa uống luôn. Và nhớ xem lại bài đó đi, nghĩa là nếu như sau đó là gì, tấn công, còn sau đó chúng ta phải giảm liều dần dần trở lại đó, thì phải cách ngày như thế nào đó. Thì đó là corticoid do chúng ta học rồi, chúng ta qua nhanh thôi. Tiếp theo là nhóm gì chống viêm nữa đây? À,
rất hay, đó là người ta có thuốc bảo vệ tế bào mast. Bởi vì gì? Tế bào mast là cái dưỡng bào là chứa histamine và các chất trung gian hóa học. Khi có những cái phản, khi có những cái kháng nguyên gây dị ứng thì tế bào mast này vỡ ra và nó giải phóng gì các em? Đây, đây, tế bào mast này giải phóng ra các cái gì, chất trung gian hóa học, ví dụ như là histamine, bradykinin, vân vân. Đó. Thì nó sẽ làm gì? Gắn lên các cái receptor của nó và kích hoạt các cái gì? Các cái biểu hiện của phản ứng dị ứng. Đó, trong đó là có hành gì? Viêm và co thắt cơ trơn khí phế quản. Thì người ta đã phát hiện ra là gì? Phát hiện ra là có một số những cái nhóm thuốc hay gọi là các kháng thể đơn dòng, amalozimab, cromolyn hay là nedocromin, nó là gì các em? Có tác dụng là gì? Có thể là gì? Giảm các cái lượng các cái gì kháng thể easier gắn vào tế bào mast. Đó, hay cần người ta gọi là các kháng thể đơn dòng anti-easier đây, antibody, omalizumab đây. Đó, nó không cho gì các cái kháng thể easier này gắn vào tế bào mast, cho nên tế bào mast nó không vỡ được, không giải phóng các chất trung gian hóa học gây phản ứng dị ứng được. Đó. Hoặc là thứ hai nữa là gì? Người ta dùng cromolyn hoặc là nedocromin. Đó, dùng để làm gì? Ức chế cái việc là gì? Là giải phóng các hạt của tế bào mast ra. Đó. Degranulation. Đó. Như vậy là có hai cái cơ chế liên quan đến việc thuốc bảo vệ tế bào mast. Đó. Thì cái này các em thấy là gì? Thuốc này chỉ có hữu hiệu khi tế bào mast chưa bị vỡ. Chứng tỏ là gì? Chỉ có tác dụng dự phòng thôi. Chỉ định của nó là dự phòng hen do gắng sức. Đó. Khi mà lạnh hoặc là các cái tác nhân môi trường, ví dụ như là có những người có cơ bình thường đang khỏe mạnh nhưng người ta biết là người ta có cái cơ địa bị hen do bị kích ứng, cho nên là trước khi người ta đi ra ngoài đường lạnh này, trước khi người ta đi lên cầu thang tập thể dục, hay là người ta biết người ta sắp đến một cái nơi bụi bặm, nhiều ánh nắng mặt trời, quá mức khói bụi vân vân, thì người ta uống cái này để làm gì? Để bảo vệ tế bào mast. Đó. Nghĩa là dự phòng phản ứng vỡ tế bào mast ra, nghĩa là ức chế, là dự phòng cơn hen. Đó. Đây. Các em thấy những cái thuốc bảo vệ tế bào mast hay còn gọi là mast cell stabilizer. Các em thấy cromolyn, nedocromin cũng dạng xịt rất là khỏe đúng không? Đó, ví dụ như là bị dược này, thì lát này. Đó, yeah. Nedocromin này, sodium. Đó, những cái thuốc này là thuốc bảo vệ tế bào mast khỏi cái phản ứng dị ứng. Đó. Nhưng mà thường thì chúng ta nên thận trọng này với gì? Những người có thai và cho con bú. Đó, lưu ý. Tiếp theo nữa là một cái thuốc chống viêm khác, đó là thuốc kháng leucotrien. Cái này cô nói rồi, đúng không? Leucotrien. Đó, là cũng tham gia vào các phản ứng viêm và co thắt khí phế quản. Đó. Đây. Em nhớ lại cái chuỗi phản ứng này. Đó, màng tế bào này. Đó. Khi mà có các phản ứng viêm dị ứng thì nó sẽ phân hủy màng tế bào, chuyển hóa lipid là bởi enzyme phospholipase tạo thành acid arachidonic này, thì nó dưới xúc tác cóc ích thì trở thành các prostaglandin, rồi thì trong phản ứng viêm và tiểu cầu này. Ngoài ra là gì, dưới enzyme gì, 5-lipoxygenase thì nó tổng hợp các leucotrien, và cái này nó cũng tham gia vào các phản ứng viêm, nó co thắt khí phế quản và tăng tiết dịch nhầy. Thì leucotrien này muốn có tác dụng thì nó cũng phải gắn vào receptor của nó. Cho nên người ta sử dụng những cái chất mà kháng lại receptor. Đó, đây. Leucotrien receptor antagonist. Đó, viết tắt là LTR. Đó. Thì những người ta thấy là những cái thuốc này là gì? Những cái thuốc này cũng có khả năng gì?
điều trị hen, đặc biệt là hen mãn tính nặng. Đó. Bởi vì leukotriene là xếp là cái nguyên nhân gây ra viêm là do những cái anh này này. Đó. Histamine là mới là giai đoạn đầu không nói, còn leukotriene là mới là nguyên nhân mạnh hơn. Rồi sau đó mới đến cytokine, mà khi mà đã bão cytokine rồi, đó lúc nãy cô đưa cái này rồi này, đó. Thì các em thấy là gì? Đó. Thì các leukotriene này là sau hàng phút bắt đầu giải phóng cái này thì cái này có vai trò nó mạnh hơn trong các phản ứng viêm dị ứng. Còn cái anh cytokine này thì thôi khỏi nói nữa, khi mà đã ra cái anh này thì còn nặng nề hơn rất là nhiều. Đó. Đó. Thì cái này thì người ta đã phát hiện ra được những cái chất ví dụ như Montelukast, Zafirukast, Dilaton, các anh Lukast này, đó, rất là mới, đó, những cái anh này. Đó. Thì nó sử dụng cho điều trị hen và các trường hợp với mũi dị ứng cũng có. Đó. Nó phối hợp rất là tốt với các cái thuốc glucocorticoid chống viêm. Đó. Hỗ trợ cùng với lại cường beta 2 giao cảm trong điều trị hen, hen mãn tính luôn, nặng luôn. Đó. Tác dụng không mong muốn của nó thì cũng khá là nhiều. Đó. Đau đầu, chóng mặt, sốt. Đó, rồi đến rối loạn đến nhịp xoang này, tăng men gan này. Đó, rồi cũng gây dây đau dạ dày này. Đó, đau ngực này, nhiễm tiết niệu, đường tiết niệu này, cái này là Montelukast là chính. Đó, dạ. Yeah. Về tương tác rồi đó vân vân. Đó. Thì mình coi. Ngoài ra thì các biện pháp điều trị hỗ trợ hen khác đó, thì đó là chúng ta có thể dùng các thuốc long đờm, rồi thêm gì nữa, oxy, đúng rồi, bởi vì những người bị hen là những người co thắt khí phế quản rất là, nên là trước khi mà thuốc có hiệu quả thì mình phải sử dụng cho bệnh nhân hỗ trợ thông khí oxy trước đó, và bù nước đó. Vì sao lại bù nước? Theo các em vì sao lại bù nước? Bù nước là lý do vì sao à? Bởi vì khi khó thở, bệnh nhân thường rất hay là mở miệng ra, mở miệng to ra để làm gì? Giống như là để cái phản xạ để lấy oxy vào, nó thích phản xạ thôi. Và khi hạ miệng nó quá nhiều thì mất nước rất là nhanh, nó thoát nước qua đường hô hấp, cho nên là chúng ta cần phải gì, bù nước cho bệnh nhân. Đó. Thì đó là chúng ta vừa mới đi qua cái nhóm rồi đó, đơn giản như vậy thôi. Đó. Thì đây là cô giới thiệu qua, đây là một số những cái phác đồ của một trung tâm điều trị hen đó của Mỹ. Đó. Thì chúng ta xem thử là người ta có cái phác đồ gì. Đó. Ví dụ như các em thấy này, bước 1, người ta dùng cái gì thôi. Nếu như mà chỉ hen gì, hen nhẹ thôi. Đây, ví dụ như đây là dành cho gì thôi nè. Nó chia theo, phác đồ chia theo lứa tuổi. Nghĩa là trẻ từ 0 đến 4 tuổi thì nó chỉ sử dụng các thuốc an toàn cho trẻ từ 0 đến 4 tuổi thôi. Đó, các em thấy này. Ví dụ như Saba, được chưa? Saba. Đó là bước 1. Nếu như là bắt đầu có cơn hen cấp, người ta chỉ dùng Saba. Nếu như sau đó là gì, không cải thiện, thì người ta chuyển thêm gì, tăng thêm gì, corticoid dạng hít, và có thể gì, thay đổi bằng gì, bổ trợ thêm bằng gì, cromolyn hoặc là Montelukast là cái thuốc bảo vệ tế bào mast hoặc là kháng leukotriene. Đó, phối hợp. Còn nếu như mà không gì, không đáp ứng được, nghĩa là hen nặng hơn, thì chúng ta lại phải dùng liều trung bình của ICS. Đó. Còn sau đó là gì nữa? Nếu mà không đáp ứng được, đó, thì chúng ta phải gì? Tăng thêm, đó, ICS liều trung bình, phối hợp LABA hoặc là Montelukast. Đó. Còn nếu mà hen nặng, đó,
hơn nữa, mãn tính hơn nữa, thì chúng ta phải gì, hỗ trợ liều cao Emlaba và Montelukast. Đó. Còn nếu mà hen mà quá mức nặng mà những cái này không đáp ứng được thì gì, cần phải cho trẻ luôn, dù từ 0 đến 4 tuổi nhưng mà vẫn phải thêm gì, corticoid, đường uống toàn thân, ngoài cái việc là ICS 2 dose đó, hỗ trợ LABA hay là Montelukast đó. Thì đó là cái phác đồ điều trị của trẻ nhỏ. Còn ví dụ như trẻ từ 5 đến 11 tuổi thì người ta gì, phác đồ người ta có thể gì, thêm các cái thuốc mà an toàn với trẻ từ 5 đến 11 tuổi, ví dụ như là theophylline này, đó, nedocromin này, đó, chưa? Thì các em biết là nedocromin thì thường là trẻ thường là 12 tuổi người ta mới hay dùng, đó. Đó. Và các em thấy là những cái bước này là bắt đầu là liều nó cao hơn nè, liều cao hơn mà xuất hiện một số những cái thuốc mà chỉ dùng cho trẻ lớn tuổi hơn, đó. Thì bây giờ các em đã biết, khi chúng ta đọc cái này chúng ta chỉ cần biết những ký hiệu này, chúng ta biết được đây là thuốc gì, cơ chế là gì, đúng không? Đó, sử dụng trong trường hợp nào, đó. Thì bài của dược lý chúng ta là chỉ giới thiệu về các cái nhóm thuốc, rồi cơ chế tác dụng, đó, trong một số trường hợp. Đó, còn sau này khi các em đi lâm sàng, thì các em sẽ thấy là nó ứng dụng, nó thay đổi hơn rất là nhiều, tùy thuộc vào phác đồ của từng cơ sở y tế nè. Đó, chứ không phải là luôn bắt nhất là phải như thế này, đó. Đó, thì về các em xem, các em thấy là bắt đầu là thay đổi. Đây là cho trẻ thì 12 tuổi. Đó, thì các em thấy là liều bắt đầu xuất hiện những cái chất. Đó. Đó, ví dụ như ở đây 2 đô, bước 5 là đã có 2 đô ICS rồi. Đó, chứ còn trẻ nhỏ hơn thì là 2 đô ICS là chỉ ở đây thôi, bước 6 thôi. Đó, chẳng hạn. Đó, các em về xem đi cái trang này thì các em mới thấy. Nhưng mà hiện nay như cô có nhớ là mới ra thôi. Đó. Là ở trên Cảnh Giác Dược người ta mới đăng một cái bài là về cái phác đồ điều trị hen của Mỹ. Đó. Để khi nào mà cô sẽ gửi cho các em xem thử là cái phác đồ nó thay đổi. Đó, nó thay đổi liên tục nhưng mà nó vẫn quay quanh gì thôi các em? Quay quanh các cái nhóm thuốc mà chúng ta đã học theo cơ chế thôi. Đó là chống viêm và giãn khí phế quản. Trong giãn khí phế quản thì luôn luôn có Saba, Laba, Sama, đó vân vân. Rồi Lama vân vân, đó.